Ba. Mẹ, mẹ nghe thấy không? Vừa nãy dì nhỏ rất là tức giận. Con thấy dì ấy 8-9 phần là thích luật sư Lưu rồi. Được được. Vậy thế này, Tiểu Cường, con về rồi à? Ba con đâu? Không biết. Tiểu Cường, con qua đây, mẹ có lời muốn nói với con. Nói đi. Công việc của con còn bận không? Giận thế. Mẹ muốn hỏi con, khi nào con biết mẹ không phải là mẹ đẻ của con? Giờ vấn đề này còn quan trọng sao? Khi đó con còn nhỏ, mẹ con bệnh rất nặng. Chúng ta lúc nhỏ, tôi nằm mơ, mơ thấy người mẹ đã mất của tôi. Bên cạnh còn có một người em gái khóc lóc ầm ĩ. Đó chính là một cơn ác mộng. Cuối cùng tôi phát hiện giấc mơ đó là thật. Nghe nói cha tôi trước khi mẹ tôi qua đời thì đã yêu bà. Việc đó sau này ta cũng mới biết. Tiểu Cường, cha con vì sự trưởng thành của các con cho nên mới bảo ta đến chăm sóc các con. Được rồi, không cần nói nữa. Nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu Cường, chuyện này không phải con đã nói với Tiểu Khiết rồi chứ? Tôi vẫn chưa tàn nhẫn như thế. Một mình tôi chịu đau đớn là được rồi. Tôi sẽ không để em gái tôi cùng đau khổ như tôi. Tiểu Cường, bất kể nói như thế nào, con đều là con trai của ta. Biết không? Hạo Minh, em đến thăm mộ chị đi. Em thực sự không biết đi đâu về đâu. Huệ Lan, tại sao anh lại tới đây? Tiểu Cường, không phải là con muốn có một người mẹ mới sao? Bà ấy chính là mẹ của con. Nào, gọi mẹ đi. Gọi đi. Mẹ. 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 Trong nhà còn một đứa nhỏ nữa đang đợi em. Tôi cầu xin cô lập tức biến mất trước mặt tôi. Biến mất trước mặt tôi có được không? Sao thế? Sao lại khóc? Không có. Anh trai con không chịu nhường nhịn. Về mẹ nói nó nhé. Mẹ, mẹ đừng nghĩ như thế. Không phải vì chuyện của anh đâu. Vậy thì tại sao? Là con đi xin việc không thành cho nên mới buồn sao?
Điện thoại của ai? Sao lại không nghe? Không có. Điện thoại số lạ. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Minh Châu. Đúng. Ai cũng biết con ở trong cái nhà này là khổ nhất. Nhưng chỉ một mình con khổ thôi sao? Mẹ cũng rất khổ. Sau khi cha con qua đời, mẹ phải làm thế nào mới nuôi lớn ba đứa con được? Mẹ chịu bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu vất vả, con có biết hay không? Mẹ có nói với ai chưa? Mẹ, con không phải có ý đó. Con không phải là hy vọng mẹ biết con chịu bao nhiêu khổ cực. Con chỉ cảm thấy con rất không cam lòng. Mẹ có hiểu không? Con cảm thấy mình rất... Minh Châu, mẹ có lỗi với con. Mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi. Xin chào. Chào mọi người. Giám đốc Lý xin chào. Được, mọi người cứ làm việc của mình đi. Giám đốc Lý, anh tới rồi. Mời ngồi. Tiểu Triệu à, có thể đưa tôi xem bản tiến độ sản xuất gần đây không? Vẫn chưa có. Tại sao?
Tại sao lại chậm như thế? Kỹ thuật viên hiện trường vẫn chưa có liên lạc, đang tuyển chọn trong số những nhân viên phỏng vấn vòng cuối cùng. Tiểu Triệu, cô gái hôm đó không phải bởi vì tôi nên mới bị loại đó chứ? Anh nói ai? Chính là cái người nhỏ nhỏ gầy gầy mà rất lợi hại đó. Anh nói cô Diệp Minh Châu đúng không? Không phải, bởi vì tư cách không đủ, học lực không tốt lắm. Đợi đã, cô vừa nói cô ấy tên gì cơ? Diệp Minh Châu. Anh sao thế? Cô có CV của cô ấy không? Anh đợi một chút. Quan hệ gia đình, cha mất, mẹ Du Mỹ Lệ, anh trai Diệp Tráng. Thì ra chính là cô ấy. Xin chào. Xin chào. Cô là cô Diệp Minh Châu đúng không? Vâng. Xin hỏi anh là? Tôi là người ở công ty Bằng Đạt. Công ty Bằng Đạt. Xin mời theo tôi. Mời lên thuyền. Cảm ơn. Xin chào. Tại sao là anh vậy? Vậy thì nên là ai? Không phải. Tại sao anh lại ở đây? Không phải là người của tập đoàn Bằng Đạt gọi tôi tới hay sao? Đúng thế. Tôi là giám đốc hạng mục công trình cấp cao của tập đoàn Bằng Đạt. Cái gì? Anh là giám đốc hạng mục công trình cấp cao của tập đoàn Bằng Đạt. Một chút cũng không thay đổi. Không, thay đổi rồi. Càng ngày càng xinh đẹp. Nào nào, mời ngồi. Mời. Mời. Ngồi thì ngồi. Xin hỏi, tìm tôi có việc gì sao? Tôi nói cô cũng không phải là nhà sưu tầm. Tại sao lại thu thập nhiều chứng cứ nhận tư cách thế? Liên quan gì tới anh? Tôi nói con người cô có phải là ngốc nghếch không? Không nhìn ra sao? Tôi chính là đang cho cô một cơ hội phỏng vấn. Nhưng không phải là tôi đã bị loại rồi sao? Tại sao tới bây giờ vẫn làm công việc tạm thời? Trước đây cũng làm chính thức rồi. Nhưng mà sau đó nhà máy đó bị đóng cửa. Không phải chứ? Đen đuổi thế sao? Xem CV của cô thì cô cũng có thể tìm được một công việc tốt. Đúng thế. Nhưng mà người ta bây giờ chỉ nhìn bằng cấp, căn bản không nhìn thực lực. Tôi làm gì có cách khác chứ? Tôi nói, có phải là trí nhớ cô không được tốt lắm đúng không? Ý gì? Lúc nhỏ có thích ai không? Cái này có liên quan gì tới phỏng vấn không? Tôi chỉ hỏi. Có không? Có. Thì làm sao? Trông như thế nào? Cái này với phỏng vấn rốt cuộc có liên quan gì? Đương nhiên liên quan rồi. Mối tình đầu thời còn nhỏ sẽ là thuốc bôi trơn cuộc sống con người. Không biết sao. Vậy bây giờ cô có bạn trai chưa? Nếu như chưa, thấy tôi sao hả? Anh bị thần kinh sao? Đây là vấn đề nên hỏi lúc phỏng vấn sao? Tôi chính là muốn nhìn dáng vẻ cô tức giận, rất đáng yêu. Tôi nói anh, biến thái. Cái này. Tôi nói cô cũng quá dã man đi. Anh muốn làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh là giám đốc thì tôi là tiểu thư châu Á rồi, có biết không? Muốn lừa đảo đúng chứ? Cô phải nhìn cho rõ tình hình. Khốn nạn.
Tôi nói cô tới bây giờ vẫn chưa nhận ra tôi là ai sao? Đáng đời. Alo, xin chào. Tôi là Triệu Lệ Hồng của bộ phận phát triển kỹ thuật tập đoàn Bằng Đạt. Cô đã nhận được thông báo chưa? Thông báo gì? Cô chưa gặp John Lee sao? John Lee? Cứu tôi. Tôi không biết bơi. Mau cứu tôi. Anh là John Lee à? Mau mau cứu tôi. Đưa tay đây, đợi một chút. Nhanh lên. Nắm lấy tay của tôi, nhanh lên. Giữ chặt lấy, cố lên. Cố lên. John Lee, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi. Tôi là Lý Siêu. Lý Siêu. Cái gì? Vốn dĩ muốn chiêu đãi người bạn mười mấy năm không gặp, kết quả vừa bị mắng vừa bị đánh, còn xem chút nữa thì chết đuối. Ai bảo anh không nói sớm? Đáng đời. Tôi là muốn cho cô bất ngờ, kết quả thì tốt rồi. Nào ngồi. Thật là con gái vậy thì có khác. Cô càng ngày. Ý gì? Nói như thế lúc nhỏ tôi xấu xí lắm sao? Tôi là nói cô lúc nhỏ trông xinh hơn một chút. Đùa thôi, đùa thôi. Nhiều năm như thế không gặp, thật sự rất nhớ cô. Tôi cũng rất nhớ anh. Thật sao? Đương nhiên rồi. Nhất là những khi nhìn thấy mô hình kiến trúc mà anh tặng tôi vô cùng hoài niệm những ngày tháng nhỏ chúng ta chơi với nhau. Sao? Mô hình đó cô vẫn còn giữ à? Đương nhiên rồi. Nó đối với tôi mà nói vô cùng có ý nghĩa. Ý gì? Đó là món quà đầu tiên mà tôi nhận được trong cuộc đời. Là bởi vì tôi tặng sao? Bớt tự luyến đi. Một chút cũng không thay đổi. Mồm miệng vẫn lẻo mép như thế. Đúng rồi. Anh vừa không phải nói anh là giám đốc tập đoàn Bằng Đạt sao? Đúng thì sao? Đúng rồi. Vừa nãy cô nói cô có người cô thích lúc nhỏ. Người đó là ai? Dù sao cũng không phải là anh. Vừa nãy tại sao không phát hiện có mì gì ở đó? Đây là mì Ý. Tôi có thể ăn không? Đương nhiên là chuẩn bị cho cô mà. Anh làm sao? Nào, tôi nhất định phải thưởng thức mới được. Còn là mì Ý hải sản nữa chứ. Cháu nói này ông, tại sao hôm nay ông lại tới đây? Không phải ông nói không tới nhà cháu sao? Bởi vì ta vui. Vui thì tốt. Vui thì tốt. Nào nào. Tiểu Siêu à, cháu nói đi. Cháu tính rốt cuộc như thế nào hả? Cái gì mà tính như thế nào? Ông hỏi không đầu không đuôi. Ta nghe nói Hạ Bằng Phi đang điều tra cháu à? Chắc không phải đã nói rồi sao? Nếu như người ta sớm muộn sẽ biết, thì không bằng thanh bạch thì hơn. Những chuyện mà sau lưng cháu không phải sở trường, đó là sở trường của bọn họ. Tiểu Siêu à, bây giờ cháu nghĩ như thế nào?
ông cũng cần phải biết. Dân dân, nhưng mà bây giờ nói cái này vẫn sớm. Thế này ông nội, ông giúp cháu thu mua một công xưởng. Thu mua công xưởng để làm gì? Ông muốn đứng lên lại từ đầu thì bắt buộc phải có sự nghiệp của mình. Nếu không thì mãi mãi bị người ta dẫm dưới chân. Đúng. Thu mua trước một xưởng thiết bị điện khí. Sao tắt máy vậy? Không nghe điện thoại của anh. Sao lại cố ý trốn tránh anh? Không biết anh rất lo lắng cho em sao? Xin lỗi. Bác trai vẫn khỏe chứ? Ông ấy không sao. Thật ra cha anh rất hối hận hôm đó nói những lời đó. Thật đó. Em không tin sao? Em không hiểu anh nữa hay sao? Từ khi còn nhỏ bác trai đã có ác cảm với em rồi. Anh bây giờ trong lòng nghĩ cái gì? Em có thể không biết à? Trước mặt em không cần ngụy trang. Thank you.
Đây là ở đâu vậy? Lát nữa em sẽ biết. Thủ trưởng, em không phải nói danh rồi sao? Không cần thuê nhà quá tốt, giống như căn trước nhà em thuê, nhỏ nhỏ là được rồi. Cái này nhất định rất đắt, quá to rồi. Anh biết, em đừng có lo. Thủ trưởng, ai đó? Vẫn chưa nghỉ ngơi à? Chưa. Sao văn lỗi muộn vậy rồi, còn tìm tôi nữa sao? Giới thiệu một người. Chú Hạo Vũ. Cô là? Cháu là Minh Châu. Diệp Minh Châu. Chú không nhớ cháu sao? Diệp Minh Châu. Minh Châu à, cháu lớn như vậy rồi sao? Nếu đi trên đường, tôi nhất định là không nhận ra được. Chú à, tại sao chú vẫn như trước đây, trẻ trung đẹp trai như thế chứ? Dẻo mỏ quá. Thủ trưởng, không mời bọn cháu vào nhà ngồi sao? Đương nhiên. Ngồi đi. Minh Châu, thật ra lúc đó có đi tìm các cháu. Sau đó nghe nói các cháu đi núi Quảng Long. Tại sao tới giang biển rồi? Thật ra là bởi vì chuyện này nói ra thì rất dài. Đợi sau này có được cơ hội, tôi sẽ kể chú Hạo Vũ nghe. Là thế này thủ trưởng, báo chú biết một tin tốt. Minh Châu được tập đoàn Bằng Đạt nhận rồi, nên bây giờ cần tìm một nơi ở gấp ở bên này. Chú xem. Được, chú hiểu rồi. Minh Châu à, cháu sống ở chỗ chú đi. Còn nữa, đón hết người nhà cháu qua đây. Chỗ chú nhiều phòng lắm, mấy căn phòng để trống. Chúng ta vẫn giống như trước đây, người một nhà sống vui vẻ náo nhiệt. Như thế tôi biết mấy. Đúng, quá tốt rồi. Chú à, như vậy làm sao được? Người nhà cháu đông quá, không muốn làm phiền chú đâu. Thực sự không được. Được rồi, quyết định vậy đi. Hai đứa làm sao liên hệ được với nhau? Chúng cháu liên hệ cũng được một thời gian rồi. Sao không nói chú biết? Cái này cần thiết phải nói với chú sao? Yêu rồi. Vâng, không có. Không phải. Phải à? Vậy thì phải hay là không phải? Em nói đi. Phải hay là không phải? Phải. Như thế không phải rất tốt sao? Yêu thì có gì mà phải ngại? Hai đứa rất xứng đôi, dễ nói chuyện. Đừng như chú, cả ngày có một mình. Cha, ăn cơm thôi. Cha, con nghĩ rồi. Con và Minh Châu là nghiêm túc. Cha có đồng ý hay không thì con vẫn tiếp tục ở bên cô ấy. Mau ăn đi à. Nếu không ăn thì không tốt đâu. Cẩn thận. Minh Châu à, phòng khách của chúng ta dùng chung. Một phòng ở tầng dưới để cho mẹ cháu, một phòng để Diệp Tráng. Nào, bên này. Phòng này cho cháu với Kim Châu, mỗi đứa một giường. Trùng hợp vậy sao? Còn có hai cái giường nữa. Nhưng mà chú ở đâu? Chú bình thường đi sớm về muộn. Chú ở phòng đối diện.
còn có ban công, làm việc cũng tiện hơn. Chú, thật sự là rất ngại, thêm phiền phức cho chú rồi. Nhưng mà chú nghe cháu nói, tiền phòng cứ phải lấy, nó không thì cháu không thoải mái đâu ạ. Vấn đề tiền không phải đã nói, không nhắc tới rồi sao? Một nhà các cháu có sống yên ổn ở đây, chúng ta như người một nhà chung sống với nhau là được rồi. Nhưng mà chú cũng hiểu cho cháu một chút đi. Lưu Hạo Vũ, Lưu Hạo Vũ, Hạo Vũ, Hạo Vũ. Cô tới làm gì vậy? Cô ta là ai? Tôi nói tại sao anh không nghe điện thoại của tôi? Anh đúng là mặt người giả thú, giấu con gái trong nhà đúng không? Cô nói linh tinh gì vậy? Xin chào cô à. Cô là ai? Cô không nhận ra nó sao? Làm sao mà tôi nhận ra chứ? Anh nhớ con gái trong nhà, tôi làm sao biết được? Đừng nói lung tung, đây là Minh Châu. Căn nhà trước đây của tôi, Minh Châu. Dì Tịnh Lan. Xin lỗi, xin lỗi. Giờ dì biết cháu là ai rồi đúng không? Cháu nói gì này? Cháu từ nhỏ đã nghe chú cháu nói dì rất lợi hại, một lúc đánh ngã được lưu manh. Cháu nói tính cách nóng nổi như gì, tại sao một chút cũng không thay đổi? Xin lỗi, làm sao dì nghĩ tới được? Khi đó là một nhà đầu nhỏ, giờ thành đại mỹ nữ rồi. Bao nhiêu năm rồi, dì Tịnh Lan của cháu đầu óc nông nổi, không ngăn được cái miệng bao giờ. Bớt kiếm lời đi, tìm tôi để em kể tội đó hả? Xin chào mọi người, tôi tên Diệp Minh Châu, sau này sẽ cùng làm việc với mọi người. Hy vọng mọi người chỉ bảo và quan tâm nhiều hơn. Cô chính là Diệp Minh Châu mới tới đúng không? Đúng à. Cô là trợ lý đặc biệt Triệu lần trước gọi điện cho tôi đúng không? Đúng thế, đây chính là chỗ của cô ngồi đây nhé. Dạ cảm ơn. Diệp Minh Châu, gặp giám đốc Hạ trước đi, theo tôi. Đi thôi. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không làm phụ lòng anh đã cho tôi cơ hội lần này đâu. Cô không cần thề thốt với tôi. Là Johnny che chắn cho cô. Tôi không làm gì cả. Hai người làm sao mà quen nhau? Tôi hỏi cô đó. Thật ra là đánh nhau rồi quen nhau. Hai người động thủ rồi à? Không phải, chứ không phải như anh nghĩ đâu. Giữa chúng tôi có hiểu lầm nhỏ, lẽ nào anh không nhớ sao? Anh ấy chính là Lý Siêu. Khi các anh học cấp 2 là bạn cùng lớp mà. Vậy cô là? Tôi chính là Minh Châu, Diệp Minh Châu, là bạn học mộng khí. Anh Hạ Cường, anh không nhớ tôi sao? Đã lâu không gặp. Mộng khí cô ấy vẫn khỏe chứ? Khỏe, vẫn khỏe. Vậy được, cô hãy đi làm việc trước đi. Dân, đợi đã, đóng cửa giúp tôi nhé. Là sao?
Cô à, cà phê của cô. Bà chủ, chào buổi sáng. Mộng Kiết, mẹ, mẹ đi đâu mà sớm vậy? Mẹ tới công ty một chuyến. Mẹ có chuyện muốn gặp dì nhỏ của con. Dì nhỏ? Dì nhỏ tối qua không về sao? Con nói rồi, dì nhỏ mãi mãi không để cho mẹ yên tâm đâu. Mẹ muốn đi công ty. Mẹ thân yêu à, nếu như mẹ tới công ty thì hãy thuận tiện đi gặp cha một chuyến đi. Sau đó hai người đi ăn với nhau bữa cơm. Con hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế? Muốn xin mẹ cái gì đúng không? Con muốn đầu tư vào một thương hiệu thời trang. Nhưng mà cha không đồng ý. Thương hiệu thời trang? Sự nghiệp của nhà hàng Tây của con không phải vẫn đang làm tốt sao? Nhanh thế đã chán rồi à? Không phải. Cửa hàng thời trang này con vẫn luôn muốn mở. Bởi vì khi con ở bên Mỹ, không phải là học thiết kế sao? Cho nên luôn muốn đầu tư một thương hiệu thời trang. Thương hiệu này thật sự là một thương hiệu nổi tiếng, nên khẳng định sẽ thành công. Sao con lại muốn tốn tiền thêm mệt vậy? Con không phải là đứa nhỏ thiếu tiền. Con không muốn giống mẹ, sau này là một phu nhân toàn thời gian đâu. Con muốn dựa vào sức nỗ lực của bản thân để kiếm tiền. Như thế, người đàn ông khác nhìn con sẽ cảm thấy khâm phục khẩu phục. Mẹ hiểu rồi. Nói tới cùng là muốn ở trước mặt đàn ông thể hiện một chút, đúng không? Được rồi, để mẹ nói chuyện với cha con xem. Thật sao? Quá tốt rồi, cảm ơn mẹ. Đúng rồi, con đừng có chỉ uống cà phê không. Mẹ bảo Thím Tôn chuẩn bị sữa và sandwich cho con. Đừng để cái bụng không đi làm. Con biết rồi. Được. Mẹ đi đường cẩn thận nha. Được, mẹ đi đây. Đừng quên đó nhé. Mẹ cũng đừng quên nói giúp con đó. Được. Tình Lan, sao giờ em mới về? Chị đang muốn tới công ty tìm em đi. Chị, nhìn em đi, ban ngày ban mặt còn uống nhiều rượu như thế. Không phải uống với người ngoài, em uống với nhà Hào Vũ bọn họ mà. Lại là Hào Vũ. Chị có biết không, bạn học của Mộng Khiết chị còn nhớ không? Ai? Minh Châu tới bộ phận phát triển kỹ thuật của công ty chúng ta làm rồi. Em nói cái gì? Minh Châu tới làm ở tập đoàn Bằng Đạt. Đúng thế, hơn nữa nói bây giờ đang sống ở nhà của Hạo Vũ. Tối qua em uống cùng với nó đó. Tiểu nhà đầu này uống giỏi lắm. Em đâu dạ dày rồi. Em muốn ăn cháo rồi đi ngủ đi. Tình Lan, em cẩn thận. Em uống nước mật ong đi. Được rồi, chị đi làm gì thì làm đi. Minh Châu, Tiểu Dương đi công ty. Diệp Minh Châu, trợ lý đặc biệt. Công việc của cô chính là đem những bản vẽ thiết kế sáng tạo của bộ phận phát triển kỹ thuật của chúng ta làm thành quyển sách, sau đó đưa tới hiện trường thi công. Bất cứ lúc nào cũng phải đi lại giữa hiện trường và văn phòng làm việc, cần phải giao tiếp và điều tiết tốt. Thế này đi, buổi sáng cô ở văn phòng tìm hiểu về tình hình một chút, buổi chiều đi thăm hiện trường đi. Biết rồi. Phu nhân chủ tịch xin chào. Xin chào bà. Chào mọi người. Chào bà. Xin chào. Bà tìm chủ tịch sao? Không phải. Tôi đến tìm Diệp Minh Châu. Cô ấy có ở đây không? Cô ấy vừa nãy vẫn ở đây mà. Cô ấy đi đâu rồi? Chắc là tới phòng trà nước rồi. Được, cảm ơn. Bà đi cẩn thận. Thank you.
Minh Châu.